đây là thầy khai trình. Đấy thầy tình á, quốc quỷ lên xe ngon mà xanh đó, lấy một tấm thôi. Đại yếu còn ra gió, yếu ra gió thì tránh nha, không bật vào mặt đó. Yếu lắm. À mà không thấy máu luôn. Con xe này khó khó làm đúng không? Giật xe này giật. Răng nó rụng đến đâu nữa. Sắp rụng rồi. Chưa thể nào ra biển lớn được. Xe này ghê nhỉ? Nhảy đúng không nhỉ? Đúng rồi. Đi thì sao mà tin ngắn tin mình ra? Không một năm mà. Nhảy tin ngắn tốt đấy nhỉ? Đây không một năm mà. Thế tôi thấy là tin nó ngắn tin ngoài luôn này, nhảy đúng không nhỉ? Rớt đấy. Rớt đấy. Bỏ cân thì nó bỏ đi. Đừng dùng đất luôn mà. Mặt cắt ra máu. Thì mặt đần nữa. Tình ơi, cười coi nào. Ôi xe này làm ghê lắm. Xe này nó giật. Tài xế yếu mà làm không nổi luôn đấy. Những năng hụt gì vậy? Tiền hết đấy. Cái thằng này sao nhìn cái cần nó khác ấy nhỉ? Này cần ấy là cần này cần chế ra đúng không? Hồi trước làm nó là cần phụ. Mà giờ nó hàn thì kìa. À, thụt thò, thụt thò. Con này kiểu thụt thò. Nhiều dòng là nó có cả cái bú ở trong nữa. Cái bú trong cần từ cần ngoài. Đúng rồi. Cái này zin nữa, mang từ Nhật về. Đúng rồi. Sao mình làm nó bé xíu ấy nhỉ? Con này cũng phải không một năm mà sao nhìn nó bé đấy. Một năm nhìn như không một hai.
cần ấy, cái cần ngoài nó ổn nhỉ? Nó thục thả mà. Mít nhiều. Chùm nhiều nhỉ? Chùm. Chùm mắm hay chùm gì? Bây giờ mới tí cười nè, vừa lấy mặt thì kiểu như cắt. Giờ thấy mặt tươi tươi nên tí lấy mặt thì chẳng đeo tí máu luôn. Mặt lại đeo tí máu luôn đi. Đúng rồi. Ghê nè. Anh nhìn nó bé bé nhỉ? Xe của muốn đi xe của làm sao mà sánh được? Làm sao mà sánh con này? Nếu mà không nhanh. Ôi trời ơi. Nó như đang đụng. Thế sao nó có thêm cái kia là cái gì nhỉ? Cái vòng vòng tròn sau phụ tải rồi. Chế thêm sao mà ít mẹ đi xe ẩu. Ôi thôi 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 thôi. Sợ thật chứ. Bình tĩnh nào. Xích lật xe ạ. Đây ơi. À tu. Đây là rồi.